cái bảng. Cô lấy luôn bảng sản phẩm và bảng hóa đơn chi tiết. Được không ạ? Ta select sale from sản phẩm. Hiện tại ta bảng sản phẩm của ta sẽ có 5 cái sản phẩm này đúng không? Ok. Và bảng hóa đơn chi tiết. Đây. Ta sẽ xem sản phẩm số 5 được bán chưa? Ở đây chưa có sản phẩm số 5 này các bạn. Thấy không? Rồi. Bây giờ cô sẽ nhập thêm một dòng sản phẩm nữa. Một cái hóa đơn nữa, chi tiết nữa. Mà vô tình cô không nhập mã sản phẩm. Hiểu không ạ? Cô không nhập, cố tình không nhập mã sản phẩm. Cô nhập insert into. Cái này là cố tình để demo nha. Không ai nhập hóa đơn chi tiết mà không có sản phẩm cả. Insert into hóa đơn chi tiết. Cô chỉ nhập mã hóa đơn thôi. Phẩy, mã sản phẩm không nhập, số lượng. Thậm chí không nhập luôn cũng không sao hết. Nhưng mà kệ, cô nhập đài đi. Với là mã hóa đơn chi tiết để tự tăng thì không cái này nữa, không không gõ nữa. Value. Value. Chỗ này là mã hóa đơn là 1201 209 54 ha. Đúng không? Rồi, số lượng là ví dụ 10 cái chẳng hạn. Nhập cái này là không có ổn đó, nhưng mà kệ, nhầm đại đi. Số lượng là 20 đi ha. Đấy, cô nhập cho vui thôi. Nhập cái này để demo ha. Em nằm chó không? Nhập luôn. Bây giờ ta select nào. Thì ta sẽ thấy có hai cái nó không có mã. Đúng không? Bây giờ các bạn đếm, bạn ghi nào. Nghe nha, đếm nào. Sản phẩm ta sẽ có một cái sản phẩm mã 5 Nokia này là không có ai mua, chưa có ai mua. Và hóa đơn có hai dòng, cái này có một dòng chưa mua, cái này có hai dòng đúng không? Bây giờ ta sẽ join thôi. Join bảng sản phẩm. Có sp.mã sản phẩm nào, cô liệt kê mấy cái thôi. sp.tên sản phẩm nào. Phải sp.mô tả nào. Ok, phải. Cô lấy cái hóa đơn chi tiết luôn. Là chi tiết chấm mã hóa đơn nè. Rồi, chi tiết chấm mã hóa đơn chi tiết nè. Phải chi tiết chấm số lượng nè. Được chưa? Số lượng bán á, được không ạ? Rồi cô choi kết trong. Vậy khi kết trong thì hai dữ liệu nào mà giao nhau, nghĩa là phải có bán, tức là cái bản hóa đơn chi tiết phải có bán sản phẩm thì nó mới được lấy ra, hiểu không ạ? Và hóa đơn chi tiết phải liên kết với sản phẩm, hai cái đấy nó mới được lấy nhà ra. Còn những cái dòng mà không liên kết không được lấy ra. Ví dụ ta chạy cái này, mã 5 có không? Ủa có luôn hả? Ở đâu đây mà hóa đơn chi tiết mà mã sản phẩm 5 có không? Không có. Cô có order theo mã sản phẩm nhé. Các bạn bôi cái này chạy. Các bạn thấy nó không có mã 5. Rồi. Cái khi nãy ta có cái mã hóa đơn chi tiết các bạn mới nhập vô. Hai cái cuối cùng là 11, 12. Thấy không ạ? Bây giờ ta coi hóa đơn chi tiết 11, 12 có không? Mã hóa đơn chi tiết. À không, sao kìa. Select from hóa đơn chi tiết là đâu? 12-13 chứ, lộn. Cái này là cái dòng, xin lỗi. 12-13 có không? Chỉ có cái 11 thôi. Vậy hai cái dòng này được lấy ra không? Không. Và cái dòng sản phẩm thì dòng 5 có được lấy ra không? Không. Vậy kết trong là nó chỉ lấy ra những cái nào mà nó có liên kết thôi. Hai cái mã đấy nó bằng nhau
liên kết với nhau nó mới lấy thôi, đó là kết trong. Rồi bây giờ ta kết ngoài. Kết ngoài thì có loài left choice. Left right nó dựa vào hai cái bảng trước và bảng sau. Bảng bên này được gọi là left, thì nó sẽ lấy hết tất cả những cái gì của cái bảng bên left, kể cả không liên kết nó cũng lấy hết. Còn bên này nó không lấy nha, bên này chỉ lấy cái, tức là nó sẽ kết hợp hai cái. Nó kết hợp cả cái giao nhau và cái phần không giao nhau của bảng trái. Hiểu không? Và không, bảng trái là ví dụ bảng sản phẩm thì có phần nào không giao nhau? Mã số mấy? Mã số 5 không giao nhau. Bây giờ nhìn nhá, nó ra nè. Y chang vậy, tôi chỉ đổi thôi. Đây, cái này là left join nha, left join. Bây giờ thay vì join cô để là left. Left join vẫn on, không phải in là vẫn on. Rồi bây giờ tôi bôi, tôi chạy cái này. Thấy không? Cái 5 được ra chưa? Bây giờ cái này 10 dòng nào, bây giờ thêm một dòng nữa phải 11 dòng không? Và cái nào phần không giao nào, phần bên này đâu, nó đâu có, nó để là gì? Non. Cái này là mấy dòng? 10 dòng giao nhau và một dòng thêm là 11. 11 dòng. Rồi bây giờ right choice thì sao? Theo các bạn bao nhiêu dòng? Bằng cái kia là bao nhiêu, có bao nhiêu dòng rồi? 13. Nó có 11 dòng giao nhau, 10 dòng giao nhau. Và hai dòng dư ra là mấy? 12 dòng. Cái này có 10 dòng. Cái này có 10 dòng giao nhau nè. Thêm một dòng là mấy? 11. Cái này có 10 dòng giao nhau cộng với cái kia mấy dòng? 2 dòng. Sao xem đúng không nhỉ? Copy. Cái này là right nè. Nó sẽ lấy cả giao nhau và cái không giao của một cái cột bên mảng bên phải. Bảng này được gọi là bảng trái, bảng này được gọi là bảng phải. Rồi, chạy ha, right choice. Cô sửa chưa? Right. Chạy. Có đúng 12 dòng không? Ghê ta. Rồi, hai dòng này ở đây dữ liệu không có, nó để là gì? Null. Thấy chưa? Hiểu không? Còn các bạn muốn biết thì order by theo cái mã hóa đơn chi tiết là biết liền. Đấy, order by theo cái này thì nó sắp xếp, các bạn nhìn dễ hơn nè. Có phải cái nút nó nằm dưới đây không? Còn full after join thì bao nhiêu dòng? Chính xác, 13 dòng. Ê, đã hiểu chưa? Trời ơi, hay quá. Có hiểu rồi. Đây, cái này là full join. Full join. Cái này thay join bằng full. Cũng chỉ có câu lệnh này thôi mà thay mỗi ký tự thôi, dữ liệu nó khác nhau. Có đúng ra 13 dòng chưa? Cái dòng này bị null ở đây đấy, thấy chưa? Ok chưa? Kết quả ra chưa? Rồi, bây giờ ta quay. Bây giờ trước tiên ta phải có câu lệnh select đã. Đây, select into nè, sẽ có câu lệnh select đã. Bây giờ cô sẽ lệnh từ bảng sản phẩm đi. Các bạn nhìn cho rõ ha. Đây, select start from sản phẩm. Các bạn, bây giờ cái bảng sản phẩm của nó từng này, bây giờ tôi muốn tạo một cái bảng mới. Từ bảng sản phẩm tôi chỉ lấy một số thành phần của nó thôi. Giờ tôi chỉ lấy là select mã sản phẩm. Phẩy tên sản phẩm. Phẩy giá thôi. Đơn giá. Tôi lấy 3 cột thôi. Được không? Với là tôi lấy đến cái ID là tôi lấy đến mã lớn nhỏ hơn 53 chẳng hạn. Đó, where mã sản phẩm nhỏ hơn bằng 3. Tôi lấy ví dụ thôi. Tôi được một câu lệnh truy vấn. Nó bao gồm nè, cột và dòng. Tức là nó là một câu lệnh truy vấn. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái bảng mới hoàn toàn, nó có từng này cột và từng này dữ liệu thôi. Tôi sẽ tạo bảng này là bảng thật nhá, không phải bảng ảo mà bảng thật, không phải bảng tạm. Select into
Bảng này là ta lấy cái bảng gì? Bảng là new sản phẩm ha. New sản phẩm được không? Ok, chạy nhé. F5. Được chưa? Select sao from new. New sản phẩm, nó có là một bảng thật luôn các bạn. Đây, coi dữ liệu bảng thật đây. Refresh, click chuột refresh chỗ này cái nha. Table, có new sản phẩm chưa? Có luôn rồi. Bảng thật, với điều kiện là bảng này chưa có, bảng này có rồi là không làm được. Với điều kiện là bảng này chưa được tạo ra. Ok, được chưa?